Rồi chúng ta tiếp tục vào bài thứ 6. Chúng ta đề cập về Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần một lớn là trước hết chúng ta đề cập về vị trí pháp lý của Quốc hội. Hiện nay là theo quy định tại điều 83 của Hiến pháp hiện hành, Hiến pháp năm 1992. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Và Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội đối ngoại vân vân. Cái này hiện nay là về cái vị trí pháp lý của Quốc hội là được quy định tại điều 83 của Hiến pháp. Thế thì trong cơ cấu của Quốc hội hiện nay thì có thể nói rằng Quốc hội chiếm một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong bộ máy nhà nước. Đấy, vì sao? Vì Quốc hội là do nhân dân cả nước bầu ra. Đấy, và nhân dân cả nước bầu ra theo một cái cách thức rất là đặc biệt, có nghĩa là theo bốn nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đấy, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân trực tiếp bầu ra quốc hội và như vậy là quốc hội là trực tiếp nhận được quyền lực từ nhân dân cả nước. Đấy, thế cho nên là quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân cả nước. Đấy, thế thì các bạn hình dung là cái dân chủ đại diện, đấy, tức là quyền lực thuộc về nhân dân, những cái vấn đề là làm sao nhân dân thực hiện được quyền lực thì có hai cái cách thức cơ bản, đó là thực hiện một cách trực tiếp là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thế dân chủ trực tiếp thì nhân dân là trực tiếp là quyết định những cái vấn đề quan trọng của đất nước. Đó. Thế nhưng mà ở một cái quốc gia mà dân số lớn như Việt Nam, gần 90 triệu người, thì không phải vấn đề gì cũng đưa ra nhân dân trực tiếp quyết định được. Đấy. Cái thứ hai là chính trị đôi khi nó là cái công việc mà phức tạp, thì không phải là người dân nào cũng cũng tham gia ở mức độ mà sâu rộng được. Thế cho nên là cái thiết chế đại diện nó là cơ bản, không những ở Việt Nam mà ở các nước. Đấy. Thế thì quốc hội nó là hiện thân của dân chủ đại diện. Tức là nhân dân là cả nước, 87 triệu dân cả nước, là chúng ta bầu ra 500 đại biểu. Thì 500 đại biểu này chúng ta hiểu giống như là so bó đũa chọn cột cờ. Đấy. Tiêu biểu đại diện cho ý chí đại và nguyện vọng của nhân dân cả nước, thay mặt cho nhân dân cả nước thực hiện quyền lực ở trong quốc hội và trong bộ máy nhà nước. Thế chính vì thế, thế cho nên là quốc hội mới là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhân dân cả nước bầu ra trao cho quyền lực, cộng với cái cách thức là cái nguyên tắc mà chúng ta đề cập ở phần trước ấy, đó là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thế cho nên quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đấy. Đấy, và từ như tôi nói là từ quốc hội và hiến pháp thì quốc hội lại thành lập ra các thiết chế nhà nước khác. Quốc hội thành lập ra chính phủ. Đấy. Thế như vậy là chính phủ chỉ là một trong những cái cơ quan mà có thể nói rằng là phái sinh từ quốc hội thôi, do quốc hội thành lập. Đấy. Tòa án nhân dân tối cao cũng do quốc hội thành lập, viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng do quốc hội thành lập. Đấy, quốc hội thành lập ra các cái cơ quan nhà nước này, và tất cả các cơ quan nhà nước này phải chịu sự giám sát của quốc hội, phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Đấy, và phải báo cáo công tác trước quốc hội. Đấy. Thế đây là chúng ta, tôi cũng phải nói nhắc lại với các bạn là cái mô hình quốc hội thì hiện nay nó cũng là điển hình của cái cách thức là tổ chức trước đây là theo cái mô hình chính quyền Xô Viết. Và đương nhiên hiện nay là đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thì vai trò của quốc hội nói chung và cơ quan dân cử nói của quốc hội nói riêng và cơ quan dân cử nói chung là vẫn đóng cái vai trò là hết sức quan trọng trong cái cơ chế thực hiện quyền lực nhân dân ở các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và ở Việt Nam của chúng ta nói riêng. Đấy. Đấy, thì tóm lại là
Nói về quốc hội thì chúng ta nhớ cho hai cái nội dung về về vị trí pháp lý. Một là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, và thứ hai là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.